Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với channel của mình. Mình là HP của Robot. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video có liên quan đến con robot, đó chính là con Dragon nha. Vũ khí mình đang trang bị cho con Dragon đó chính là vũ khí phóng lao, hay còn gọi là phóng lợn ấy. Thì vũ khí này nó có tên là khẩu Nichel ha. Rồi, cái súng này á, nó sẽ vừa tạo khiên mà nó cũng vừa là một vũ khí cận chiến tầm 150m ha. Thì anh em nào mà có xài vũ khí này rồi á, thì anh em cũng biết được là cơ chế hoạt động của nó là như thế nào ha. Thì nó sẽ cho phép chúng ta bắn xuyên qua tất cả các loại khiên năng lượng, bao gồm khiên Ansel, khiên Aegis và khiên Exuber ha. Rồi, thì với 6 cây như thế này thì cái khả năng sốc đam của nó cũng tương đối là ổn ha. Và với cái tầm bắn là 150m thì nó cũng sẽ khá là hạn chế. Cho nên là về phần module, thay vì mình lắp module NA để nó tăng tốc hơn á, thì mình lắp cho nó hai cái module IA để nó tăng tốc độ, để mà nó có thể là dí theo sát cái địch rồi xin chết cái địch luôn ha. Rồi, thì mình sẽ lắp thêm cho nó một cái module, nó chính là repair, để mà mình hồi máu lại ha. Module hoạt động thì mình sẽ sử dụng module nó chính là Airship. Về phần control thì mình dùng Seeker để nó hỗ trợ mình tăng thêm độ bền khi năng lượng, cũng như là đây là con drone hợp nhất dành cho con Dragon ha. Rồi, và đây là những cái kỹ năng phi công mà mình đang trang bị cho con Dragon của mình. Rồi, thì nói chung á, là với nhân vật chính là Dragon, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ mang con Dragon này đi và mình sẽ thử xem coi là nó có bị cái lỗi gì đó liên quan đến cái khiên bất tử hay không ha. Thì để thực hiện cái khiên đó thì mình phải có tháp khiên Aegis nâng cao, và mình sẽ phải nạp tàu mẹ liên tục để mình test xem cái lỗi nó có hữu dụng hay không ha, có bị áp dụng vào con Dragon hay không ha. Và có một điều khá là đặc biệt nữa, đó chính là ở thời điểm anh em quay video, không biết là do lỗi hay là do phiên bản cập nhật mới nó có cái tính năng này. Thì ở đây á, pin năng lượng chúng ta có thể mua được bằng AU nha. Đấy, bây giờ mình thử mình nhấn mình mua bằng 40 vàng này. Mua xong thì đấy, vàng mình giảm và bên năng lượng mình tăng ha. Đây, mình tiếp tục mình mua nữa cho anh em xem nha. Đấy, mình mà mua như thế này thì bên năng lượng của mình sẽ tăng lên. Đây, mình chơi lớn, mình mua thêm 3.000 nữa này. Đấy, bên năng lượng của mình nó tăng lên và vàng của mình giảm xuống, nhưng mình sẽ chừa một ít vàng để mà trên tương lai có dịp còn thì mình sẽ sử dụng ha. Đấy, thì nói chung là khi mà mình vô mình check á, thì mình thấy là nó có bán pin năng lượng rồi, dành cho anh em nào mà đang dư rất là nhiều AU mà hiện tại chơi game đang thiếu pin á, thì anh em có thể vào mua. Nhưng mình cũng chưa rõ là cái này là lỗi hay là do cập nhật mới game sẽ cho chúng ta mua pin năng lượng thì mình chưa biết ha. Có thể là thời điểm hiện tại thì mình mua được, còn về sau thì mình không biết nha. Đấy, thì bây giờ thì mình sẽ vào vài trận gameplay của con Dragon cùng với bộ vũ khí phóng lao để xem nó mạnh như thế nào, rồi sau đó sẽ là phần review xưởng cho anh em ha. Rồi, và đây là trận gameplay đầu tiên ha. Map này khá là rộng, đây không biết là mình chơi được con Dragon hay không nữa. Nhưng mà không sao, dù sao thì con Dragon này của mình khiên của nó cũng khá là cứng ha. Anh em có thể thấy là nó có tới hai cái lớp khiên. Một lớp là khiên của con Dragon là khiên ướp sát, và lớp khiên còn lại là lớp khiên của 6 vũ khí phóng lao là lớp khiên ở bên ngoài ha. Thì lớp khiên ướp sát của mình nó sẽ có độ bền là 119.000 ở đây. Và khi mình kích hoạt kỹ năng thì thậm chí là cái khiên này nó còn được tăng thêm một ít máu từ kỹ năng của phi công nữa ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ luân phiên mình sử dụng những cái cây vũ khí phóng lao này của mình ha. Ui dồi, chưa gì mà đã có đối thủ rồi. Một con Lin. Bà nào vào đây để làm gì vậy bạn? Rồi, một mạng đầu tiên như mình. Ấy, khi mà mình kích hoạt cái kỹ năng lên á, thì với con phi công thì mình sẽ lên được 150.000 độ bền khiên năng lượng ha. Thậm chí cái độ bền khiên của mình nó sẽ còn cao hơn nữa. Nếu như mà mình sử dụng thêm cái tháp pháo từ cái tàu mẹ thì nó còn sẽ trâu hơn nữa ha. Đây, bây giờ thì mình tấn công con Skydot ở đây đi. Skydot hả bạn ơi? Con nào? Skydot cái gì hả? Skydot nào mà xiên mạng này. Skydot hả? Con nào? Skydot này chết này. Tiếp theo là con Revenant. Nào mà xiên con Revenant này luôn này.
Rồi, ok, con Revenant đã bị tiêu diệt rồi. Ấy, mình xuyên liên tục như thế thì thứ nào mà chịu được. Bây giờ thì mình sẽ xem coi tình hình hiện tại. À, có một bạn Demeter ở đây. Tới công chuyện mày luôn rồi. Súng của mình là xuyên được khiên của bạn đấy. Rồi này, lụm luôn này, không nói nhiều này. Mình sắp nạp được cái tàu mẹ nữa rồi. Bây giờ thì nào sắp nạp được cái tàu mẹ rồi. Mau mau qua bên đây thôi. Một con mồi béo mỡ. Đó là con Erebus. Rồi, bạn không nhận ra mình luôn á hai bạn ơi. Bên đây nè. Hello bạn. Vĩnh biệt bạn nha. Rồi mình kích cái tàu mẹ lên. Khi mình kích tàu mẹ lên thì độ bền khiên của mình sẽ lên được là 250.000 độ bền ha. Đưa máu khiên của mình trở nên châu bò hơn. Và thậm chí là ok. Bây giờ nó đã trở thành không độ bền rồi. Hình như là mình vừa mới kích hoạt cái ngưỡng bất tử của con Dragon thì phải. Đó là cái lỗi của game hay sao ấy. Để một tí nữa mình test thử ha. Nào, đấy, khi mình kích hoạt kỹ năng lên thì độ bền khiên của mình sẽ bằng 0, tương tự như cái video mà Skyros bất tử. Và khi đó thì cái khiên của mình sẽ không thể bị xuyên thủng bởi bất kỳ robot nào. Và đây là một cái lỗi mà đánh giá là rất là khó chịu trong trò chơi mà rất là nhiều anh em đã gặp phải. Và câu trả lời cho cái lỗi này đó chính là cái tháp khiên mới, khiên T4 ở trong vòng quay tàu mẹ ha. Thì bây giờ cái vòng quay Ultimate Lust thì nó sẽ đổi thành cái nó đổi thành cái gì mình quên tên rồi ta. Cái trung tâm cung ứng hay là cái trung tâm điều khiển tàu gì đấy. Thì nói chung á là nó đã thay đổi rồi ha. Sửa nóng tàu hay gì đấy. Sửa nóng tàu. Rồi. Ở đây có một con hot. Khi mà mình kích hoạt kỹ năng lên thì gần như là mình không sợ bất kỳ sát thương vũ khí nào. Chỉ sợ những vũ khí có khả năng xuyên qua được khi năng lượng cũng như là những con robot có module xuyên khiên. Hoặc là một số loại vũ khí đặc biệt thì nó mới có thể xuyên qua được cái khiên của mình ha. Chứ cơ bản thì mình gần như là bất bại trước cái sức tấn công của đội bạn luôn ấy. Đấy, nói chung là không hề có bất kỳ cái sát thương nào khiến cho con Dragon này nó kiểu như là bị tổn thương quá nhiều ha. Đấy, tiếp tục lại là lỗi khiên nữa rồi. Khi mà kích hoạt được cái lỗi khiên như thế này thì không hề có bất kỳ đối thủ nào có thể làm cho mình bị mất máu ha. Đấy, khiên của mình nó cứ liên tục lên xuống đô bờ luôn. Ây à, bây giờ mình đã bị mất máu rồi. Bây giờ có con Aether ở đây. Mình phải lui về thôi. Ây à, một con Shell ở đây nữa à. Shell hả bạn? Shell hả? Xuyên mẹ này, Shell cái gì mà Shell. Nào, con Aether này làm gì? Ây à, ây à. Nào. Nào, nào, nào. Ơi, ơi, chết. Ai, 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 chết ra. Ai. Ôi, thôi rồi, ôi. Phải thật sự. Không chết vì bị tim mạng tiêu diệt mà chết vì chơi ngu anh em à. Chết vì sao? Chết vì đi xuống dưới cái vực đó. Rồi. Một pha tự hủy cực nặng đến từ vị trí của mình. Mà đã điều khiển con Dragon rơi xuống cái hố nha. Bòi thêm một quả nổ từ kỹ năng của con Aether nữa thì thôi khỏi cứu luôn. Nó đẩy một phát mình xuống dưới lòng đất không mà. Rồi. Bây giờ đâu xuống vực mới đúng. Rồi bây giờ mình sẽ tấn công con rút ở đây. Trận này thì cũng sớm hết rồi, mình sẽ nhanh chóng chuyển sang trận game này tiếp theo thôi. Video này thì mình sẽ làm cỡ 2 trận thôi để nó đừng có quá dài. Nếu như mà anh em muốn xem một chiếc video với chất lượng cao hơn một tí thì mình sẽ làm video ngắn hơn để nó khi xuất video ra thì nó không có nặng máy ha. Rồi, trận đầu tiên đến đây là kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị chuyển sang trận game thứ 2 nha. Ok, đây là trận game thứ 2. Map này thì cũng tương đối hẹp một tí, nói chung là cũng khá là thuận lợi cho mình chơi con Dragon đây. Nhưng mà không biết thì Dragon của mình có thể ổn trong những cái map như thế này hay không đây. Rồi, vừa vô thôi đã thấy gương mặt thân quen của một con Titan gì đấy nó xài à. Hurricane anh em ơi. Một vũ khí mà mình không thích cho lắm, nhưng mà nếu như anh em muốn mình làm video về vũ khí đó thì mình vẫn sẽ làm ha. Làm để mình thử là một ngày làm
ở những cái thanh niên như thế xem coi có gì vui hay không ha. Rồi tình hình thì có thể là mình sẽ lên cái cửa nhà tìm bạn để mình kiếm cột mốc luôn nha. Ui da, cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy? À, bạn Liên à, mày tính xiên mình hả bạn? Không dễ đâu bạn ơi. Ui, từ từ bạn ơi, từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh lại nè, bình tĩnh lại nè, chết nè. Nghĩ sao hai cây phóng lao mà đi chơi với sáu cây phóng lao vậy bạn? Ở đây có bạn Curry, xiên này, xiên này, xiên này, xiên nè, xiên nè, hột nè đó. Rồi mấy cái này phải xếp à. Nào đứng lại đi, nhưng mà thôi, dù sao thì đối với mình thì chiếm cột mốc vẫn là quan trọng hơn. Nào cái gì đấy hả? Cái gì đấy bạn ơi? Typhon hả? Typhon. Rồi bạn lên đây mình chơi hả? Rồi chết luôn nha, bye bye. Rồi mục tiêu tiếp theo của mình là con này. Tiếp theo là bạn đấy bạn ơi. Nhìn đi đâu vậy bạn ơi? Mình ở đây nè bạn ơi. Ôi trời ơi, không nhìn thèm nhìn mình luôn. Cái giá phải trả cho việc dám khinh thường mình ha. Ôi từ 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 từ, có con dê, không ổn. Ôi con dê siêu thiên à. Ây 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 ây. Nào nào từ 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 từ. Ây ây ây. Ôi chết rồi. Module này là module 200 rồi, không ổn. Mình là mình chỉ ngán đúng cái module này thôi mà gặp những con dê nữa vì nó cận chiến. Súng mình cũng cận chiến nữa. Hồi nào bật tàu mẹ thế nào, cứu tôi nào. Không ổn rồi, oh no, không ổn rồi, ây da, chết luôn. Thế là xong, đến đây là kết thúc. Bây giờ trận này rất là căng nha, bây giờ thì team mẹ đang gửi lại được 4 cục mốc màu đỏ. Quả hồi nãy mà nếu như không có xuyên khiên thì mình sống khá là dai đấy, không đùa được đâu. Rồi gì đấy, ai bắn mình đây? Nào rồi, tình hình vẫn rất là căng. Bây giờ thì thanh sinh mệnh team mình có dấu hiệu là thấp hơn bên kia khá là nhiều ha. Rồi thôi nào anh em ơi, ô nào, đừng có làm mình buồn nào, đừng có để mình phải gánh tem chứ. Mà thôi không sao, trận này cứ câu kéo cho nó dài dài một tí. Dù sao thì video này cũng chỉ nằm trong phạm vi là hai trận gameplay thôi, và một phần review xưởng cho anh em nữa. Rồi mình sẽ kết thúc video và mình sẽ ra thêm video nữa ha, chứ ra ít video quá thì anh em lại nói không nghe video. Rồi bây giờ thì phải đáp xuống đây. Bây giờ tình hình rất là căng nha, có một con Eiffel nó đang bay lên ở đây và nó đang bắn vào. Nào Eiffel hả bạn? Rồi, tới công chuyện mày luôn rồi. Chạy không? Chạy được không? Rồi luôn, chết luôn. Một pha giết được Titan khá là dễ dàng ha. Rồi, con Sorak không phải là kill của mình. Nhưng mà cái tình hình hiện tại vẫn đang lợi thế nghiêng về team bên kia cơ. Quái gì này diễn ra vậy? Ây da, bị lag game nữa. Thôi nào, thôi nào. Ê cái con rút kia mày làm gì vậy? À rút hả? Rút hả bạn? Không ổn, không ổn. Phóng tới. Ây da, chết rồi. Ây da, một pha tự hủy nữa rồi. Mình gớt ngay cái tầm bắn của súng sốc đem từ con rút. Nhưng mà không sao, mình vẫn còn nội tại ba lên một lần nữa. Nhưng mà dưới chân mình tới hai con Liên nó đang chờ kích e chưa tiệt lên mình kìa. Hiện tại như này rất rất là bất lợi cho mình luôn. Mình phải phóng qua bên đây. Ây da, đừng nè. Đừng 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 đừng. Thế mà mình vẫn sống cơ à. Cái điều phi diệu gì đang diễn ngay. Ui mình lượm được luôn con đuốc con này. Nhưng mà bây giờ thì độ bền của mình nó đang báo động đỏ rồi. Xem ra đây là lần bay cuối cùng của mình rồi. Ây da. Rồi con Liên nó ở đây là mình biết lý do tại sao nó lại có mặt ở đây luôn rồi đấy. Chỉ với một phát EQ tuyệt thôi. Nào 2 giây, 1 giây, kích hoạt kỹ năng. Ôi trời ơi. Nếu như mình kích hoạt sớm hơn một tí thì độ bờ mình nó sẽ tăng lên. Và khi đó thì EQ tuyệt nó sẽ không có tác dụng ha. Chứ bây giờ thì tình hình đang rất căng với cái sĩ số là như thế này. Mặc dù là
team mình đang áp đảo về người, nhưng mà team bên kia đã áp đảo về thanh sinh mệnh. Nhưng mà không sao, team mình đang có dấu hiệu gỡ cột để rất là ok ở đây ha. Nào Linh hả? Linh hả? Linh này. Ơ không xin nhê luôn à? Cái quái gì vậy? Từ từ. Con Linh này có vẻ khó đối phó hơn mình nghĩ. Bây giờ thì sao? Bạn chỉ đỡ được một lần thôi, chứ sao mình có thể đỡ được hai lần. Rồi mình chiếm cột mốc này để mình coi mình có nạp được cái tàu mẹ hay không đây. Có thể là không. Không được, nhưng mà cũng không sao. Rồi, mình lượm thêm con Orphean ở đây nữa là được nè. Orphean này, double kill. Rồi bây giờ thì mình cần phải nhanh chóng lên để mà mình lượm thêm một ít mạng nữa ha, để mình tạo thêm lợi thế. Bây giờ khá là khó đấy. Triple kill. Rồi nào. Siren này, Rampage. Rồi trận này cũng sắp kết thúc tại đây rồi. Đấy, nói chung là như thế. Tiếp theo sẽ là phần review xưởng ha. Đấy, trận này chắc là team mình sẽ có khả năng thắng khá là cao ấy. Vì bây giờ team mình đang áp đảo về người, và mình nghĩ nếu như cứ kéo dài như thế này thì team mình sẽ sớm tiêu diệt hết thành viên bên team kia thôi. Đấy, nào. Này nè, ui mày ấy kích hoạt cái kỹ năng nhanh quá. Mày mà hết kỹ năng thì bạn đi ngay. Đấy, đi ngay. Nào đi ngay đi. Rồi chết rồi. Ok. Rồi gần như là full 5 cột móc màu xanh luôn rồi nè. Cái chú A đang được chiếm lại rồi ha. Rồi thế là trận này đã kết thúc tại đây với phần thắng dành cho team mình. Trận này chắc mình gánh team cũng khá là ấy chứ. Mình chiếm cũng khá là nhiều cột móc cũng như là gây khá là nhiều sát thương ha. Rồi trận này kết thúc tại đây là ok rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi đến với phần review xưởng nha. Ok, và xưởng của bạn có trong video ngày hôm nay là bạn HM Son 7 ha, bậc thầy 3. Và là chip cơm chỉ huy, và đây là thông số của bạn ấy nha. Rồi để mình xem xưởng máy như thế nào đây. Ồ, một con Titan Scavenger Hemidon nè. Hemidon có vẻ không ổn lắm đâu. Nếu như theo sở thích bạn chơi thì bạn có thể sử dụng được ha. Thì Hemidon thì bạn có thể chơi full bộ làm mù cho nó, full bộ Crazy này nè, và full bộ thiêu đốt này cũng mạnh nè, hoặc là bộ hút máu, hoặc là những cái bộ vũ khí meta nếu như bạn có ha. Thì Hemidon thì mình không khuyến khích là bạn nên sử dụng nó đâu, mà thay vào đó thì bạn nên đầu tư cho những con Titan T4 khác như kiểu như là Luchador hoặc là Indra. Nhưng mà nếu như bạn không thích đầu tư nữa thì bạn có thể đầu tư luôn con Hemidon này cũng được, nhưng mà nó phải đủ đồ thì bạn mới có thể chơi được ha. Thì con này thì bạn có lên full máu với lại tăng cơ cho nó trước cái đã, bởi vì là con này là một con Titan support và sát thương thì nó cũng đã có rồi. Đa số module thì nó cũng sẽ có khe tăng sát thương, cho nên bạn cứ lắp module tăng sát thương cho nó là được ha. Hiện tại là ok, nếu như có thêm một cái TRA nữa thì nó sẽ hoàn hảo cho con Titan này nha. Để mình xem kỹ năng phi công xem. Ồ, bạn khá là nhiều kỹ năng tăng sát thương á, mình nghĩ là cần thêm kỹ năng tăng độ bền hoặc là tăng khả năng sửa chữa nữa ha. Rồi về phần robot thì mình sẽ review khác một tí so với mỗi khi, là mình sẽ xem hai tầng xưởng của bạn luôn. Rồi robot thì nếu như bạn muốn đầu tư một xưởng để chơi gồm 5 robot thì đầu tiên mình có thể đầu tư đó chính là con Fenrir là 1 này, Lin là 2 này, rồi con Ochokochi là 3 này, Baihulin là 4 này, và một con Orphean là 5 này, có thể là như thế ha. Thì với con Scorpion đầu tiên thì bạn set bộ này là ok, full la luôn thì càng tốt. Rồi nhưng mà có một cái needle thì nó tạo khiên cũng khá là an toàn ấy chứ. Rồi có thợ máy kim cương, có thợ máy hoành tạc. Ui leo à. Nói chung là con Scorpion thì bạn cứ lên cho nó sát thương đi. Rồi bạn cứ ưu tiên sát thương, rồi sau đó là tới độ bền hoặc là hồi máu vân vân, tốc độ di chuyển các kiểu ha. Rồi module này trong tương lai thì có NA thì cứ lắp NA cho nó, hoặc là RA gì đấy. Module thì có thể là facet. Con drone thì có thể là sử dụng con drone đó là con Kestrel
hoặc là EMB, hoặc là EMB là Don Wild nha, hoặc là con Hiruko hay là một số con Don khác mà bạn có. Về phần con Lin thì bạn có thể sử dụng con Don Hiruko này, set hai khẩu này là ok rồi, Anodica là ok rồi ha. Phi-com thì mình nghĩ là nên sử dụng Seticat thì nó sẽ ngon hơn là Phi-com này, bởi vì không có quá nhiều robot tàng hình ở trên những cái liên minh cao đâu. Nếu như bạn chơi lâu dài thì bạn sẽ thấy được là tàng hình lâu dài mới là an toàn nhất cho con Lin. Và drone hợp cho con này thì có thể là con Kestrel ha. Rồi về phần Fenrir thì bạn ấy đang trang bị đó chính là full bộ bơm nổ này thì ok, bộ này cũng được nhưng mà Phi-com chưa chuẩn lắm. Nếu như có Bernardis Work thì bạn có thể là trang bị cho Fenrir rồi lên cho nó những kỹ năng như kiểu như là chuyên gia áo giáp, chuyên gia cứng rắn rồi cái kiểu này ha. Rồi thì với bộ này thì nó sẽ thiên hướng cấu rỉa tầm trung thôi, nó không sốc đam được đâu. Nhưng mà nếu như bạn chơi như thế thì bạn hạn chế cận chiến và con Fenrir nó sẽ châu bò hơn. Và bởi vì là nó không cần cận chiến thì nó sẽ châu bò hơn thôi. Đấy, module thì trong tương lai bạn có như kiểu như RA thì nên lắp cho con này. Về phần con Linus này á thì bạn lắp như vậy ok rồi nha. Hai cái RA một cái IA hoặc là bạn lắp hai cái IA một cái RA cũng được. Về phần con Kitsuhabi thì không nên sử dụng Kitsuhabi đâu. Mình nghĩ là bạn nên chơi con Ochokochi thì nó sẽ ngon hơn ấy. Hoặc là con Habi này thì nếu như được thì bạn lên cho nó những bộ vũ khí sốc đam tầm xa thì nó sẽ ok ha. Phi-com Mini cũng được, hoặc là Phi-com Yangli cho phép xuyên khiên. Rồi về phần Ophian á thì bộ này ok, full Hazard luôn cũng được, full bộ đèn đuổi luôn cũng được, hoặc là bộ Laybreed cũng được, hoặc là ở những bộ vũ khí xịn sò hơn nữa nếu như bạn có ha. Rồi thì nói chung á là Phi-com thì bạn cứ lên cho nó full kỹ năng độ bền cũng như là tốc độ di chuyển cho con Ophian nó linh hoạt hơn. Chỉ cần nó linh hoạt thôi thì khi nó kích hoạt được kỹ năng thì nó sẽ an toàn hơn bao giờ hết ha. Rồi module thì có IA hay là RA gì đấy thì cứ lắp cho nó. Rồi còn Ron thì cũng tạm ổn thôi. Ron thì bạn có thể lắp con Parasite cũng được, hoặc là Ron Sai là Ron chuẩn nhất cho con Ophian. Tương tự như vậy với con Fenrir thì Ron này cũng tạm ổn thôi chứ không phải là quá mạnh đâu. Bạn có thể lắp được những con Ron xịn hơn như kiểu như là Hiruko. Hiruko thì mạnh hơn nhỉnh một tí thôi, nhưng mà muốn thiệt là mạnh luôn á thì có thể là xài Sai hoặc là con Bascam ha. Đấy, thì nói chung xưởng này của bạn thì cũng khá là nhiều con tiềm năng như kiểu như là Linus này, Fenrir này, rồi Ophian này, rồi Otokochi này, rồi con Byhulin này bạn cứ đầu tư thêm cho nó đi rồi bạn thay vào cho con Lin thì nó sẽ ok hơn. Vì Byhulin là một ấn bản nên nó sẽ có nhiều thông số như là độ bền ấy, thì nó sẽ cao hơn so với con bình thường ha. Rồi, cũng như là độ đẹp của nó thì nó cũng sẽ ngầu hơn là con bình thường luôn. Còn về phần Phi-com thì bạn có thể sử dụng Hammerdown hoặc là trong tương lai mình đầu tư hai con Titan mình nói đó chính là con Lucidor hoặc là con Inra ha. Thì nói chung là phần review xưởng đến đây là kết thúc rồi. Và video cũng đã kết thúc ở đây rồi. Nếu anh em thấy video này hay thì đừng quên để lại một like và subscribe để ủng hộ cho kênh của mình nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.